Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Hẹn hò ở bar sao cho chuẩn, phân biệt bar, pub, club và lounge của tác giả Thanh Ìn. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bar không phải là club. Tối nay đi xóa không? Ok, lên bar quẩy đấy bạn ơi. Ê, mà khoan, lên bar thì làm sao mà quẩy được? Phải là lên club chứ. Mình thấy có một sự nhầm lẫn trong cách gọi bar, pub, club và lounge của khá nhiều người. Hôm nay mình sẽ kê một vài điểm cơ bản để phân biệt cách gọi tên các địa điểm trên và mình sẽ chỉ tập trung vào việc phân biệt những bar, pub, club và lounge phổ biến ở Việt Nam. Mình gọi chung là quán cho tiện, phục vụ món chính là đồ uống có cồn thôi nhá. Còn những pub gia đình, những lounge kiểu phòng chờ hay là các sảnh nghỉ của nhà hàng, khách sạn thì mình xin phép không nhắc tới. Mình cũng sẽ nói qua một chút về vài nguyên tắc trong việc đi bar đúng điệu, nhất là cho những anh em tính hẹn hò với phụ nữ tại bar nhưng mà ít hoặc là chưa bao giờ vào bar. Còn những anh em thì đã quá quen về không gian bar rồi thì đọc cho vui nhá. Ok, let's go! Điểm giống nhau giữa bar, pub, club hay còn gọi là hộp đêm và lounge. Cả bốn cái tên trên thì đều dùng để gọi các địa điểm giải trí phục vụ đồ uống có cồn, đồ ăn, cũng là nơi gặp gỡ giao lưu rất là phổ biến, nhất là tại các nước phương Tây. Thời gian mở cửa của các địa điểm trên thì thường là vào buổi tối. Ở phương Tây thì có nhiều bar hay pub mở cửa sớm hơn, ở Việt Nam thì gần như là chỉ mở sau khi phố đã lên đèn. Khách hàng đương nhiên là phải đủ tuổi để được uống rượu theo quy định của pháp luật, ở Việt Nam là từ 18 tuổi trở lên. Thế còn điểm khác nhau giữa bar, pub, club và lounge là gì? Đầu tiên phải nói về đồ uống chủ đạo. Cùng là phục vụ đồ uống có cồn là chính nhưng đồ uống chủ đạo của bar là cocktail, của pub và club là bia hoặc là rượu mạnh, của lounge thì là rượu mạnh như là whisky, bourbon, brandy v.v. hoặc là rượu vang và thường mang tính thưởng thức cao hơn các loại hình trên. Về đồ ăn chủ đạo thì đồ ăn chủ đạo trong bar và club thường là các loại hạt, quả khô, đồ ăn nhẹ. Trong club thì thường có thêm trái cây tươi, một số bar thì có phục vụ vài món giàu protein, mặc dù là mình ít khi thấy người ta gọi những món đấy. Tại pub thì đồ ăn có thể phong phú và đa dạng hơn nhiều, từ ăn nhẹ cho tới ăn nặng nặng một tí. Còn với những lounge thì phục vụ rượu mạnh là chủ yếu, món ăn nếu có thì thường là hạt, quả khô, phô mai, thịt xông khói. Một vài lounge mình thấy trong menu thì có ghi cả steak hay là sashimi, nhưng mà mình chưa gặp ai gọi nó bao giờ. Về âm nhạc, tùy theo phong cách của quán, nhạc được phục vụ trong bar, lounge thường là các dòng nhạc jazz, blues, country, soul với âm lượng vừa đủ. Có một vài bar thì cũng có phục vụ nhạc DJ nhưng mà không thường xuyên. Nhạc trong pub thì đa dạng hơn, có thể là thêm cả những bài hot hit hoặc là bật nhạc sập sình cũng có. Còn trong club thì đương nhiên là nhạc điện tử, hay được mọi người gọi chung chung là nhạc DJ, âm lượng đủ lớn để khiến khách nếu cần nói chuyện sẽ phải hét vào mặt nhau. Về nội thất và ánh sáng, nội thất dễ thấy ở bar và pub là quầy phục vụ hay là quầy pha chế, quầy bar. Cái tên bar được bắt nguồn từ thanh gỗ dài đặt tại ngoài quán để buộc dây cương ngựa cho khách tới quán hồi xưa đấy. Sau khi các phương tiện cơ giới trở nên phổ biến hơn ngựa, để tưởng nhớ tới thời kỳ trước thì các quán rượu đã mang thanh gỗ đó vào quán, gắn vào bên dưới quầy phục vụ đồ uống ngay tại vị trí để chân của khách ngồi quầy. Thế nên nếu mà bạn để ý thì các quán bar sẽ luôn có một thanh gỗ hoặc là kim loại chạy dài ngay chỗ để chân của các bạn. Đây mới đúng là phong cách bar chuẩn đấy. Nội thất thường thấy trong club là các bàn chơi nhạc cho DJ, không gian sử dụng ánh sáng nhiều màu sắc. Nội thất đặc trưng của lounge thì là những chiếc ghế sofa lớn, thường là bằng da, với tông màu trầm, ánh sáng dịu vừa đủ, không gian cũng riêng tư hơn nhiều. Bar và pub thì có mức ánh sáng từ dịu cho tới ánh sáng vừa đủ, chứ ít bar dùng ánh sáng mạnh hoặc là nhiều màu. Một số bar thì chỉ đặt đèn ở bàn pha chế và lối đi, tại các bàn chỉ đặt nến, ánh sáng vừa đủ để hai người ngồi đối diện nhìn rõ nhau mà thôi. Một số bar thì sẽ dành ra một góc không gian riêng làm lounge. Khách ngồi trong lounge kiểu này thường là khách quen của quán. Tiếp theo, về người phục vụ thì tại bar, pub và lounge là nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ. Tại club thì có thể thêm nhân viên rót bia hay là PG của các hãng bia rượu. Hoạt động chính, đến bar, pub và lounge thì chủ yếu là để gặp gỡ, uống rượu, thưởng thức cocktail hay là nghe nhạc, đôi khi là nhạc sống. Với lounge thì có thể là thêm việc hút xì gà chẳng hạn. Một số pub có các trò chơi như là phi tiêu, bi lắc,
thậm chí là cả bia luôn. Club thường có diện tích lớn hơn hẳn các quán trên, nên khách còn được nhảy, chính là việc xõa mà mình nói tới ở đầu bài đấy, và xem các tiết mục biểu diễn khác. Về chi phí, nếu so sánh thì pub có mức chi phí cho một đồ uống không quá cao, bar thì cao hơn một chút, club và lounge thì lại cao hơn chút nữa. Các club đa phần áp dụng hình thức vé vào cửa, đại ý là cửa vừa mở, chưa kịp làm gì là đã mất sừ tiền rồi. Ok, vậy nhìn chung theo như mình thấy, để dễ nhớ thì cứ nhạc sập sình với âm lượng lớn cho đến cực lớn, có DJ, có ánh sáng nhiều màu, mọi người có thể lắc lư nhảy theo nhạc, có vé vào cửa, đi về khá là đau đầu thì gọi là club. Còn cứ có cocktail, có bartender, đa phần là khá đẹp trai và khéo miệng. Đấy, cầm shaker lắc đến to cả tay, có rất nhiều loại rượu mùi, rượu đắng, nhạc êm vừa đủ, ánh sáng dịu dịu thì đấy là bar. Rồi còn cứ có sofa da xịn sò hầm hố, rồi không gian riêng biệt, có các anh ngồi uống whisky, hút xì gà, các chị uống vang ăn phô mai rồi bàn chuyện tiền tỷ, đấy thì đấy là lounge đấy. Còn pub thì là một thứ khá khó định hình cụ thể ở Việt Nam, ngay cả các quán bia thủ công, bia nhập khẩu, các quán nhậu cũng có thể coi là pub, hoặc nhiều quán như là pub lại đề biển là bar. Đại thể thì pub bình dân hơn, bia rượu đều bán, khách hàng không cần quá cầu kỳ trong trang phục, có thể giao lưu hơi lớn tiếng một chút và cả ăn no nữa. Vậy nên đừng nhầm giữa bar và club nữa nhé, đi quẩy thì hẹn nhau đi club chứ không phải là đi bar đâu. Đi bar mà đứng lên quẩy và hò hét là nhân viên đuổi về đấy. Còn bây giờ là đến phần dành cho các anh em này, chị em thì cũng có thể vào đọc để mà có thang điểm đánh giá anh em nhé. Mình sẽ cùng nhau nói về một vài quy chuẩn đi uống trong bar khi anh em đi uống hoặc là hẹn hò với phụ nữ. Mình thì thích cocktail và cũng thường xuyên đi uống hoặc là tự pha tại nhà để uống. Mình cũng thích văn hóa đi bar của phương Tây. Mình thường ngồi ở những quán bar bật nhạc jazz, yên ắng, ánh sáng dịu dịu. Những quán mình hay ngồi để anh em tham khảo này. Nhạc jazz nhẹ nhàng thì The Alchemist Bar tại Nguyễn Quang Bích. Nhạc mạnh mạnh một chút thì có Trigger tại Nam Ngư. Quán có nhiều loại gin thì là Mad Bonnet ở Lý Quốc Sư. Quán mà mình thích nhất thì là Rabbit Hole Bar, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Sài Gòn. Quán nhiều rượu vang, ở hàng vải thì là Tannin. Dưới đây là những quy chuẩn, kinh nghiệm mình học được, được các đàn anh đi trước truyền lại hoặc là tự đúc kết. Bạn ga lăng thành phản xạ hay có mục đích thì mình không rõ, nhưng mà dưới đây là những thứ mà mình nghĩ nên làm trong bar. Đầu tiên là phải đặt chỗ trước. Cho dù phụ nữ là người chọn quán bar đi chăng nữa, hãy đảm bảo bạn là người liên hệ với quán bar trước để đặt chỗ. Đừng đến quán bar khi mà chưa đặt trước, nhỡ hết chỗ thì buổi hẹn hơi hụt hẫng đấy. Chỗ ngồi ở bar thì thường có hai kiểu, ngồi quầy và ngồi bàn. Khi đặt bàn thì bạn cũng nói rõ vị trí ngồi mà bạn muốn. Một số quán bar sẽ chỉ cho người ngồi quầy khi mà bạn đi một hoặc là hai người. Từ ba người trở lên thì sẽ phải ngồi bàn. Nếu bạn thích nói chuyện với bartender để làm quãng nghỉ giữa lúc hai bạn tạm hết thứ để nói, thì mình khuyên là nên ngồi quầy. Còn nếu bạn chỉ muốn tập trung vào cô ấy thì mình đề xuất nên ngồi bàn. Và bàn là xa lối đi trong bar nhé. Về trang phục thì đừng mặc quần short, áo sát nách hay là chơi nguyên cây Adidas. Không ai cấm cả, nhưng mà nếu hẹn hò ở bar thì hơi không đúng kiểu. Nên ăn một chút gì đó trước khi đi uống. Chẳng ai vui khi đói cả, nên là hãy ăn tối trước khi mà đến bar để uống. Trong bar thì thường có một vài món ăn nhẹ và hạt, nếu thấy hơi đói thì bạn có thể gọi để ăn thêm. Tip tiếp theo là đợi phụ nữ ở cửa. Đừng "anh đến quán rồi, anh đợi em trên tầng 2 nhá." Đấy, nên đợi phụ nữ ở cửa bar và cùng họ vào bar nếu cả hai không đi cùng đến bar. Tiếp theo, khi lên xuống cầu thang, cái này thì ít người để ý, các bạn sẽ thấy nhiều bài viết nói là hãy lên cầu thang sau phụ nữ để đỡ họ nếu họ ngã hay là trượt chân. Mình thì khuyên là dù lên hay xuống thì hãy đi trước phụ nữ. Hãy đi trước để mở cửa cho cô ấy, báo với nhân viên phục vụ về thông tin đặt chỗ của bạn. Tránh việc để cô ấy đi trước, phải chờ bạn mở cửa hoặc là phải ai biết gì đâu khi bị nhân viên phục vụ hỏi. Và quan trọng nhất, nếu cô ấy mặc váy, nhất là váy ngắn, mà đa phần là các cô nàng sẽ mặc váy khi mà đi hẹn hò ở bar, đúng không? Mình thấy thế. Đi sau họ khi leo cầu thang thì anh em sẽ làm cho họ thấy khó chịu hoặc là ngại ngùng đấy. Thế nên là nếu cô ấy mặc váy, khi đi xuống bạn vẫn nên đi trước, nhưng mà nhớ tránh quay đầu lại và ngước lên nhá. Rồi, đến khi vào chỗ ngồi thì nhớ kéo ghế cho phụ nữ, nhất là tại quầy bar, vì ghế ở đây thường là kiểu ghế cao, hơi khó ngồi so với bình thường. Nhưng mà kéo ghế để cho cô ấy ngồi vào ghế thôi, hãy để cô ấy tự chỉnh ghế cho phù hợp, tránh việc cô ấy đã ngồi xuống rồi mà bạn vẫn còn ra sức đẩy ghế vào nhá. Ở quầy bar thì thường có một cái móc nhỏ dưới mặt quầy, ngay chỗ bạn đang ngồi, bạn có thể nhắc cô ấy móc túi xách hoặc là ví cầm tay vào đó nếu cô ấy muốn.
Có một số bar thì có móc treo áo khoác ở ngay gần cửa, hãy giúp cô ấy bỏ áo khoác và để lên móc treo. Và luôn luôn ngồi ở phía gần lối đi hơn nhé. Khi gọi đồ, hãy nhường phần yêu cầu đồ uống trước cho phụ nữ. Nếu cô ấy đã đi bar nhiều hoặc là biết mình đã thích món gì rồi thì dễ rồi. Nhưng mà nếu cô ấy chưa bao giờ hoặc là rất ít uống cocktail, thường sẽ nhờ bạn chọn. Nếu bạn cũng thế nốt thì tốt nhất nên hỏi bartender. Nhưng trước khi nói với bartender thì hãy hỏi cô ấy về khẩu vị của cô ấy. Đừng nói với bartender kiểu như là em cho anh món nào ngon ngon nhé. Có ai chê món mình làm bao giờ đâu, và bartender cũng vậy. Hãy hỏi một vài thông tin như là em có thích ngọt không? Có thích chua hay là thích đắng một chút không? Có thích có nước cam không? Có soda không? Đấy, đại loại thế. Sau đó thì hãy nhắc lại yêu cầu với bartender cụ thể nhất có thể. Ví dụ như là cho bạn anh một món gì đó có nước cam hơi ngọt một chút, hoặc là cho anh một món gì có vị dừa và ít rượu thôi nhé. Kinh nghiệm của mình thì với những cô nàng ít uống thì hãy chọn những món nhiều đá, có vị ngọt mùi trái cây như là cam dừa, ít cồn thôi, và có rượu nền là rượu rum, gin hay là vodka. Ví dụ an toàn là mojito, mimosa, Tom Collins hay là gin tonic v.v. Mỗi bar sẽ có một vài món cocktail signature và những món đặc trưng của quán do chính quán sáng tạo ra, đa phần là dễ uống với phụ nữ. Bạn có thể thử những món này cũng khá là hay. Phục vụ bàn không thể hiểu cocktail bằng bartender, nên nếu bạn ngồi bàn, cứ nhắc lại yêu cầu với phục vụ để họ nói lại với bartender. Đừng nhờ họ đề xuất món cocktail không sát với yêu cầu như là bartender đề xuất đâu. Đến khi uống, với những loại cocktail được đựng trong ly có chân, đa phần là được làm lạnh chứ không phục vụ cùng đá, cho nên là dễ mất độ lạnh. Bạn nên cầm vào chân ly chứ đừng cầm vào phần thân ly. Điều này sẽ tránh việc thân nhiệt của tay làm ấm ly. Đây cũng là cách cầm ly rượu vang hoặc là champagne. Với những món cocktail phục vụ kèm đá thì nên uống nhanh một chút, nếu không đá sẽ tan nhiều và làm loãng rượu, càng uống sẽ càng nhạt. Có thể nhắc rất khéo léo với cô ấy về cái tip này nhé. Còn nếu anh em đã đến tầm thích brandy với whisky nguyên chất thì mình không dám hướng dẫn gì luôn. Nếu món đồ uống chưa thực sự hợp với cô ấy thì bạn có thể yêu cầu bartender thêm một chút thành phần gì đó để bớt chua, bớt ngọt hay là nặng độ cồn hơn chẳng hạn. Họ sẽ không ngại việc đó đâu. Đừng để lại đến quá nửa lượng rượu, đối với bartender thì đấy là một lời chê bai thậm tệ. Uống cocktail không phải là như đi ăn tiệc kiểu Hà Nội thanh lịch, không cần để thừa đâu, uống hết cũng là một lời khen đối với bartender. Và nếu cô ấy có hứng uống đến ly thứ hai trong cuộc hẹn đầu tiên thì chúc mừng anh em đã trúng số rồi. Món thứ hai có thể nâng đô lên một chút nhé, để vị rượu đượm hơn. Nếu bữa ăn trước đó có nhiều protein hoặc là hơi mỡ thì rượu có vị cam đắng cũng không tệ tí nào. Về việc nói chuyện với bartender thì trong từ bartender, bar là chỉ quán, tender có nghĩa là nhẹ nhàng và ân cần. Nếu bạn muốn nói chuyện với một ai đó muốn uống trong một không gian thư thái nhưng mà lại không có ai đi cùng để kể dăm ba câu chuyện sau một ngày làm việc dài thì bạn nên đến bar chứ không phải là pub hay là club. Thường thì khi bạn đi theo cặp, bartender sẽ chỉ hỏi bạn xem đã hài lòng với đồ uống chưa, chứ ít khi chủ động bắt chuyện với bạn. Còn nếu bạn thích hỏi về các thành phần hay tên của món đồ uống hoặc là vài thứ liên quan tới rượu thì nếu không bận, bartender sẽ không ngại tiếp chuyện bạn đâu. Và nếu bạn cũng hiểu về rượu thì đây là một chiêu lấy le về cô ấy khá là ổn đấy. Khi bạn muốn gọi phục vụ bàn thì đừng "Em ơi!" to như là ở trong quán bia. Hãy nhìn về phía phục vụ bàn và ra dấu bằng cách giơ tay cao lên một chút. Phục vụ bàn trong bar có khả năng bao quát khá tốt nên là họ sẽ không khó để thấy bạn đang gọi họ đâu. Đối với thanh toán và tip thì thanh toán là một chuyện khá tế nhị và người ta đã tranh luận về nó khá là nhiều rồi. Không biết ý kiến anh em thế nào chứ trong lần đầu hẹn hò, theo mình đàn ông nên là người chủ động yêu cầu tính tiền, nhận hóa đơn, đề nghị được là người thanh toán. Đây có thể coi là nghĩa vụ và quyền lợi của anh em trong lần hẹn đầu tiên. Những lần tiếp theo đó thì tùy vào thỏa thuận của hai bạn. Người phụ nữ ý nhị sẽ đề nghị được share hóa đơn, nhưng đàn ông vẫn nên đề nghị được nhận phần thanh toán. Nếu cô ấy cứ thế ngồi và không nói bất kỳ điều gì về vấn đề thanh toán, lờ lớ lơ hoặc là mặc nhiên coi đó là chuyện của bạn, mình nghĩ bạn cũng vẫn nên thanh toán tất cả trong lần này, vì làm quái gì có lần tới đâu mà lo. Nếu cô ấy cứ nặng nặc yêu cầu share hóa đơn bằng được thì có hai hướng. Một, đó là một cô nàng cực kỳ độc lập và cá tính. Nếu cô ấy vẫn nhận lời hẹn vào lần tới thì chúc mừng bạn. Hoặc hai, trong lần hẹn tới mà cũng làm quái gì có lần tới. Nếu bạn hài lòng về chất lượng phục vụ và đồ uống, có thể tip cho bartender hoặc là phục vụ bàn nếu muốn. Cách thanh toán dễ thương nhất là chuẩn bị tiền mặt để tip từ trước, kẹp thẻ thanh toán và tiền mặt để tip vào chung với hóa đơn.
Ở một số bar, khi được khách tip thì bartender sẽ xin phép được mời bạn một shot đồ uống nào đó. Bạn có thể uống hoặc không, tùy ý. Mình thì chưa bao giờ từ chối. Đó là vài điều mà mình muốn nói về bar và các quy tắc đi bar thông dụng. Còn đây, khoe với mọi người một chút về tủ rượu nhỏ ở nhà của mình. Chúc anh em có một bữa uống thật tình. Hy vọng rằng video lần này sẽ có ích cho các bạn. Đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Khánh Linh. Bye!